Chào cả nhà. Cả nhà một lần nữa chào mừng cả nhà đã trở lại với gia đình mình nha. Hôm nay cả nhà ghé thăm gia đình mình đãi cả nhà ăn đây hai mâm luôn. Bạn giơ cái mâm nó lên cho cả nhà coi kìa, chị nhẹ nè, đó các bạn thấy rồi phải không? Hai mâm, cái con này là con green mussel á, nướng đó các bạn. Thì bây giờ cả nhà thấy nè, mình có đủ kiểu hết nha. Thì đây, để mình đỡ xuống đây. À, mình sẽ giới thiệu từng kiểu mình làm nha cả nhà. Hôm nay mình làm cái này á, mình tự làm đó. Nhưng mà nè, bạn đợi dưới nha nè, cho nó đẹp, đợi cái tay dưới đó. Đó. À, hôm nay mình tự làm á, nhưng mà tại vì nó mất thời gian quá cho nên mình không có vừa làm vừa quay cho cả nhà xem được. Thì hôm nay mình mời cả nhà ăn đi ha. Cả nhà nhớ đừng có đi đâu nha, ngồi đây ăn ok, đừng có đi. Rồi, bây giờ để coi. À, nếu như mà các bạn nào mà hôm nay là lần đầu tiên ghé thăm gia đình mình đó, thì nếu như sau khi các bạn coi cái video này xong mà các bạn thích á, thì các bạn nhớ bấm like nha và chia sẻ cái video cho mình, rồi nhớ bấm cái nút đăng ký ở dưới á, để khi nào mà mình có những cái món ăn mới, những cái mình đi chơi đi chợ hay là những cái gì đó mình quay, thì các bạn có những cái video mới của mình coi nha. Rồi bây giờ mình bắt đầu thôi. Đây, bây giờ mình ăn ha. À, hôm nay mình có tổng cộng ở đây là gần 70 con green mussel á, là con này chắc ở Việt Nam gọi là con lẻm á ha, mình không biết nữa cả nhà. À, thì mình có mấy kiểu, một kiểu cái này là mình làm theo kiểu Nhật á cả nhà. À, mình có trứng cá nè, rồi mình có mayonnaise, rồi mình có chút ớt này vô trong đây nè. Lúc mình trộn á, mình có bỏ chút ớt, tương ớt ăn phở vô trong đây rồi mình nướng nó lên ha. Mà trước nhất á, khi mà các bạn mua cái con này về á, các bạn nhớ luộc nó lên, luộc sơ nó lên ha, tại vì cái con này nó đông lạnh. Thì các bạn luộc sơ nó lên, xong rồi các bạn đợi ra cho nó nguội, xong các bạn bỏ mix cái mayonnaise với trứng cá. Cái này mình bỏ trứng cá nhưng mà mình thấy có nhiều chỗ không bỏ trứng cá cũng được. Rồi xong rồi mình rắc hẹ hoặc hành gì lên cũng được sau khi mình nướng nè các bạn. Còn bên đây một cái dĩa này mình có ba loại. Một loại là mỡ hành nè các bạn nè, loại này là mỡ hành nè các bạn. Mình cũng mình làm mình khử mỡ hành, mình gia vị cho nó hơi vừa ăn á các bạn. Xong rồi bắt đầu mình bỏ lên mình nướng. Còn đây là ớt với lại hành trắng đó các bạn. Xong mình sắc ra, xong mình cũng xào nó lên cho nó thơm, mình bỏ chút gia vị vô cho nó ngọt, xong mình làm đây ha. Còn đây là cũng mỡ hành, nhưng mà mỡ hành này á, mình có đậu phộng, tại vì bạn mình không có thích ăn đậu phộng á nhiều á, cho nên mình làm mấy con có đậu phộng đây nè các bạn. Đó, rất là ngon luôn nha. Xin mời cả nhà, xin mời các bạn một lần nữa. Chảy nước miếng luôn. Đây, ok. Hai mình sẽ ăn hết hai cái mâm này nhé. Ok, các bạn nào nghĩ là các bạn có thể ăn được hết hai cái mâm này không? Bây giờ hai mình sẽ thử là coi các ăn được hay không đây nha. Nếu mà các bạn nào mà nghĩ là có thể ăn được thì các bạn làm video đi. Các bạn làm kiểu nào cũng được, các bạn làm xong rồi bỏ lên cho mình, gia đình mình xem với nha các bạn. Ok, mình challenge hết rồi. Mọi người luôn. Đó, đẹp chưa? Mình sẽ ăn sập cái mâm này luôn. Cho bạn cái muỗng nè. Thank you. Ok, bây giờ mình bạn ăn con nào trước? Ăn cái này okay. Đằng trước đây. Đó. Mời các bạn nha. Đó, các bạn ăn con đó hả? Uh-huh. Ok, vậy bây giờ mình ăn con mỡ hành trước nha các bạn. Rồi, mình chờ bạn ăn con đó trước coi nó ra sao. Đó, ngon quá. Ngon không? Các bạn có thể ăn với ớt nữa. Cho bạn miếng ớt vô coi nó ra sao. Ngon. Nó ngọt, có mùi mayonnaise, nó béo béo. Mình có bỏ cây cây chút rồi. Có cây chút rồi. Thơm thơm. Rất là ngọt. Ok. Bây giờ mình ăn với mỡ hành nha các bạn. Đây. Tươi. Mình đã, trước khi mình bỏ lên mình nướng, mình đã cắt cái miếng mà nó dính trong đây rồi nè. Mình ăn vậy nó ngon nè các bạn. Ấy rồi nha. Các bạn cầm vậy nè. Các bạn bỏ hết vô miệng luôn. Vậy nè. Đó. Ngon quá. Cái con này các bạn ngon nhiều quá. Ngon quá. Giờ mình nghe thấy mình nói. Cái này mình bỏ cái mặc dù nó đông lạnh á, nhưng mà nó rất là ngọt luôn các bạn. Khi mà các bạn cắn vô nó thơm cái mùi của cái con này nè, cái mùi seafood này nha.
trong các bạn cắn vô chúng nữa thì đụng cái miếng mỡ hành á, nó rất là thơm của hành, rồi xong rồi cái đậu phộng vô nữa, ô mà gòn nó thơm luôn á, ngon lắm. Mà dễ làm lắm các bạn, ai cũng có thể làm được hết á. Ngon. Bây giờ mình ăn với cái con này đây nha các bạn, mình cũng vậy luôn, để mình coi mình có con này mình cắt ra luôn rồi các bạn. Đây vậy nha, mời các bạn nha, mời cả nhà nha. Mùi hành thôi. Cái này là ớt á, mình làm ớt ớt chuông á, bé bắp bò. Mình cắt ra với lại hành. Ngon quá, ngon rất là ngon quá. Hồi nãy bạn ăn cái hành mỡ này, bạn xoay với cái này, bạn thấy cái nào ngon không? Nó có cái này cũng ngon, cái này ngọt nè. Cái này mình hành mỡ thì nó thơm. Thơm hả? Thơm mùi hành đúng không? Thơm mùi hành mà nó tươi hết. Bây giờ mình thử cái con này nha các bạn, cả nhà. Đây, mình cử thử cái con này đây. Thì để mình thử vậy nè, mình thử cái miếng gia vị này của này ha. Khi bạn cắn vô á, mình thích bỏ trứng cá là biết sao không? Khi mình cắn vô á, nó như là bụp trong miệng á, nó ngon. Rồi cái nó cay cay và nó thơm của cái mùi trứng cá nữa. Rồi cái ở trên là mình bỏ thêm hẹ đó các bạn, là mình pha thêm đó. Đó, mình bỏ thêm hẹ vô đây nè, mời cả nhà. Rất là ngon không? Mình thử cái này nha. Ngon lắm. Để ớt pepper. Cái này mình mua một hộp như vậy đó cả nhà. Ở đây nó bán 11, 12 đồng một hộp đó cả nhà. Cũng nhiều lắm. Một hộp hai mấy hoặc 30 con, ba mấy con, gây gần cả 70 con á. Ngon, nếm luôn vậy nè. Ngon. Đó làm sao? Đúng ngon. Ngon hả? Trong ba cái bạn thích cái nào nhất? Ngon quá à. Cái này mỡ cũng thơm. Đó là điều ăn ngon. Cái này á, cả nhà đi ra nhà hàng Nhật á, bữa mình đi ăn nhà hàng Nhật sushi á, mỗi lần mình order ra nó 4 con á, nhưng mà nếu mà mình khoảng 4-5 con vậy cũng gần cả 10 đồng á ha, 4-5 con vậy đem ra cũng nướng y chang như vậy nè, mà hình như họ không có bỏ trứng cá nha cả nhà. Đó. Họ bỏ mayonnaise thôi. Họ bỏ mayonnaise với họ bỏ cái ớt này vô thôi nè, bạn muốn ăn ớt thanh cay không? Để nguyên nó vô trong miệng luôn mới ngon. Cậy cho nó ra cái này chút xíu nữa. Mình đã cắt rồi, hồi chiều mình cắt rồi đó. Đây nè, nó dính ra đây. Hồi chiều bạn còn kêu mình đừng cắt nữa. Ngon. Ngon lắm cả nhà ơi, mình ăn nữa. Mình ăn thêm một con. Rất là hấp dẫn. Có bự á. Rất là bự. Con nào cũng nói bự không? Con bự ngon lắm. Cái loại này nó có cái loại mà cái vỏ màu đen nữa cả nhà ơi, nhưng mà cái này mình thấy ngon hơn cái vỏ màu đen. Ngon quá. Là ngon. Mình nghĩ ngon hơn nhà hàng Nhật đó. Ngon quá. Vậy là mỗi nhà hàng bán được rồi phải không? Ngon quá. Cả nhà thấy hôm nay mình có gì mới không? Cả nhà nhìn kỹ có gì mới không? Mắt, miệng, mũi rồi. Có gì mới không? Mới vừa đi cắt mắt về. Mới vừa đi sửa miệng. Mình có môi son mới là cả nhà. Mình thử cái nào mình ăn, mình thử cái môi son này coi mình ăn nó có trôi không nha. Cái môi son mà chị Mary giới thiệu cho mình đó cả nhà. Hôm qua video kia đó, hôm bữa đó, mình bỏ lên về video làm đẹp đó, mình khui thùng quà đó. Thì hôm nay mình dùng cái môi son đó nè. Cái này nó cứng quá cạn được, thôi mình ăn con này đi. Ăn tiếp. Ăn tiếp nè cả nhà. Cái này mình ăn sẽ hết á, một mình sẽ ăn hết mâm này đó cả nhà ơi. Nhưng mà nó hơi hao thôi. Chứ mình ăn sẽ hết á. Mời cả nhà. Đó ngọt không? Có mùi này, có bé pepper nữa đó, nó ngọt. Còn cái này gì ta? Cái này cũng giống mà có đậu hồng đúng không? Đúng rồi. Có gì khác lạ. Đây rồi. Nó thơm không? Ngon quá. Hôm nay cả nhà ăn cái gì rồi? Béo. Lâu lâu quá cả nhà, cái này mà nếu mà mình có tiệc tùng gì á, cả nhà có thể làm cái này nè, xong mình đợi ha, mình đãi ha, cũng được. Xong mình đợi trong cái lò nướng á, khi nào mà khách tới rồi cái mình chất ra, giống như là buffet gì đó, ai ăn thì họ ăn thôi. Mình ăn một con này nữa cả nhà ơi. Mời cả nhà, đây, bỡ ớt nè. Bỡ cho mình dây luôn, bỡ nhiều vô, tí.
Nè, mời cả nhà đi. Nè, mời cả nhà. Rất là ngon. Cay mới ngon, càng cay thì càng ngon. Đó, mình đây là ăn nhà. Ngon à. Cái này nó có chua chua. Chua chua của bên đây hết nha. Ngon. Ngon quá. Mình ăn về trừ cơm luôn, hôm nay khỏi ăn cơm ở nhà ơi. Cái này mình luộc rồi cho nên cái vỏ nó cũng sạch rồi cả nhà, không sao đâu. Liếm ăn cũng được. Cho nên tại vì mình ăn mình bỏ vô ấy vô miệng á, cho nên mình rửa mình sạch rồi. Đó cả nhà. Trước khi cả nhà bỏ luộc á, cả nhà lấy cái kéo á, mình đợi như này, mình đưa xuống dưới mình cắt cái chỗ mà nó dính lại đó, cái miếng dai dai nó dính lại đó, cả nhà cắt nó đi. Đỡ khi mình ăn á nó không bị ấy. Còn nếu mà cái con nào bự quá, các bạn có thể lấy cái kéo cắt làm hai làm ba ở trên vậy nè, trước khi bỏ vô nước ha. Hồi chiều mình làm bên đây nè, mình có cắt á, còn bên đây mình ở nguyên con. Làm nhanh lắm. Trộn cái này không tới 5 phút. Bỏ vô nướng 5 phút nữa là xong. Còn này hành mỡ thì có ở nhà có nó cắt ra rồi, còn cái này ớt nè, các bạn mua hay là các bạn ớt ăn không hết á, lấy ra cắt bỏ vô đây. Lẹ mà. Ngon. Bạn ăn mấy con rồi? Cũng 2 4 6 10 con, 8 con hả? Mình mới 2 4 6 con. Ngon, ăn nữa đi. Mình ăn con này nữa nha. Cái này ngon quá. Cái này cũng ngon đó các bạn. Đây rất là ngon. Này mình có kho thì quá ngon. Dạ. Cái này mà các bạn có tiệc tùng mà các bạn ra ngoài order của người Nhật á, rất là mắc tiền đó các bạn ơi. Cho nên mình tập làm cái này để ở nhà mình làm. Có tiệc tùng mình làm ăn. Nên mình chỉ bạn chỉ mấy bạn làm sao mà không có cho nó bị cháy. Nhớ được hay thấy người ta làm đó, người ta nướng sao quá nó khét nó chơi. Thì mình đợi lâu hơn chút, còn này mình nướng các bạn nướng canh á, nó hơi vàng vàng lên thôi, đừng là cháy quá. Khi các bạn đợi mà nó cháy quá đó các bạn, thì cái mayonnaise á nó sẽ ra mỡ á, cái nước của nó chảy ra á, thì nó không có còn như vậy nữa, nó không ngon. Rồi cho nên nó chỉ còn lại trứng cá không thôi, nó nhìn không có đẹp giống như vậy mà ăn nó không có béo nữa. Cho nên các bạn làm vừa tới thôi, chín thôi, tại vì cái con này các bạn đã luộc rồi á, chín rồi mà làm lâu nữa thì nó sẽ bị teo cái con lại, không có ngon đó. Quá ngon. Ăn này trừ cơm, khỏi ăn cơm. Ngon quá. Cái này à, $12, $24, hộp trứng cá 50 đồng gì á, mình quên rồi, $30 vậy thôi, khoảng chừng 30-35 đô các bạn có hai cái mâm này ăn ha, mà ăn cả gia đình luôn cũng được, cũng là giống như muốn ăn chơi á, muốn ăn chơi cả nhà, giống như điểm sắm nữa. Dạ, thì cả nhà sometimes á, mình làm những cái video, mình quay những cái clip này, những cái clip kia khác nhau thì có nhiều cái. Những cái video của mình á, mình rất là mới, với lại YouTube mình làm những cái này chơi á, rất là mới. Cho nên rất có nhiều cái sai sót hoặc là những cái video của mình không có hoàn chỉnh, chưa có hoàn chỉnh, hoàn thiện. Cho nên mình sẽ cố gắng để mà... làm cho nó tốt hơn. Nếu như mà các bạn thấy có cái gì đó mà các bạn góp ý cho gia đình mình thì mình sẽ cố gắng làm cho nó hay hơn nha. Bạn ăn thử cái này hả? Bạn ăn với hành mỡ. Có hành mỡ rồi. Mình cũng hơi no no rồi. Mình ăn 8 con rồi. Ngon quá. Cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn, ủng hộ gia đình mình á. Mình rất là vui khi mà thấy khi mà phối những cái video ăn uống hoặc là những cái cuộc mình đi chơi hoặc là đi chợ á, thì các bạn đều coi ủng hộ và góp ý những cái góp ý rất là chân thành. Mình rất là cảm ơn. Cái video của mình á thì là giống như là mình làm để giống như cái thứ nhất là mình chia sẻ lại những cái cuộc sống hàng ngày của mình, những có cái gì ở chỗ của mình đi chơi này kia, những có cái gì lạ thì mình quay cho cả nhà coi, thấy mỗi chỗ khác nhau, cái sự khác biệt của tiểu bang này tiểu bang kia, nó có cái gì đặc sản khác biệt với nhau, rồi cái cuộc sống ở bên Mỹ hàng ngày nó như thế nào. Nếu như mà các bạn thích cái gì đó, muốn đi xem một cái chợ gì hay là muốn vô một cái shopping hay cái gì đó, thì các bạn có thể comment ở dưới á, các bạn có thể yêu cầu nói là ồ hôm nay có thể dẫn mình đi chợ hay là cái gì đó, thì các bạn có thể comment rồi mình sẽ dẫn các đi quay rồi phố lên cho các bạn coi ha.
Thì video cho mình cũng dài rồi đó. Bây giờ mình chấm dứt video tại đây nha. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều ủng hộ gia đình mình. Hẹn gặp lại các bạn trong cái video sau ha. Tại vì mình biết là các bạn không có nhiều thời gian. Tại vì nếu như các bạn ghé vô nhà mình coi video của mình 5 phút, 10 phút, 15 phút, rồi các bạn có rất là nhiều gia đình khác nữa, các bạn cũng đi thăm mỗi ngày, mỗi đêm đúng không? Cho nên mình không có muốn làm dài quá để mất thời gian của các bạn. Mỗi ngày các bạn chỉ có 5-10 phút thôi. Cho nên hôm nay mình sẽ dừng video tại đây. Cảm ơn các bạn rất là nhiều ủng hộ gia đình mình. Hẹn gặp lại trong video sau. Bye bye cả nhà. Bye bye.